Thì thôi rồi chỉ đạo hết nhưng... Ở dưới đấy tất nhiên là có ai là thôi rồi đều chỉ đạo. Kể cả đi ăn trưa nhảy múa là thôi rồi chỉ đạo hết. Phải ngày xưa thôi là anh em chắc bây giờ giả hát mồm. Từ trước đi hát toàn thôi rồi chỉ đạo mà. Em ở đây em bỏ tiền hát về tầm 4-5 triệu rồi. Ông bảo về thu có thu địch từ tháng sau đã thu địch được địch từ chừng chết cái mạnh này đi chơi gọi là em đòn gọn. Cứ bảo là cứ bỏ ra đi anh có trách nhiệm thu cái lúc hẹn người gọi thì bảo kia nó vẫn chưa đưa kia là bọn nào bọn mấy thằng đi hát cùng nó chưa đưa đấy sừng người á ở đây bảo mày một tối hát năm quán rồi một tối hát năm quán đi em chơi bọn đấy thì mày quá ra chẳng phải kinh chúng nó đâu nhưng bọn nó không có tiền đây nhá thằng công sơn thì bảo mày ở nhà suốt ngày nó ra không làm mình thế thôi, tao thế thôi. Làm không có nhiều thọ đâu. Đầu tiên tất cả mọi thứ. Ở nhà không đi làm thì gì có tiền như tao đợt anh về anh giảm tiền mày xong rồi anh gửi xong nhé. Mà thế anh cũng đi ra ngoài chơi đâu, tại vì làm gì có tiền. Ở nhà suốt ngày đâu có tiền. Nó mặt rồi. Thôi hết rồi.